Trung tâm vận hành khai thác toàn cầu VTNet, tổng công ty mạng lưới Viettel, là đơn vị chuyên trách công tác vận hành khai thác của toàn bộ hệ thống mạng lưới Viettel trên toàn cầu. Trung tâm có quy mô hàng trăm cán bộ, công nhân viên, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 4 này, đơn vị cắt giảm quân số để làm việc tại nhà từ 20 đến 50%, tối đa có thể lên tới 80%, và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo công việc vẫn được thực hiện một cách hiệu quả. Và về hội họp ấy, và về điểm danh ấy, về chấm công ấy, thì sử dụng các hệ thống nội bộ của Viettel chính là Viettel Vroom. Đấy thì cái hệ thống này thì mới được triển khai trong một đợt dịch này thôi, thì đang là đáp ứng được khoảng tầm từ đến 2.000 người dùng cùng một lúc, cùng video call rồi là chia sẻ màn hình, hội thảo với nhau.